Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình tại Trung Đông. Quý vị, trong ngày hôm qua và giữa đêm, thì nhà lãnh đạo của Iran đã lên tiếng và cho rằng Do Thái sẽ vô trợ và hoang mang nếu như mà họ tiếp tục kéo dài cuộc chiến này. Cũng như là nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, Do Thái sẽ bị im lặng trong... gọi là bị câm miệng trong vài ngày tới. Đây là lời phát biểu của nhà lãnh đạo của Iran. Và điều này cũng có nghĩa là hai mặt trận Do Thái phải đối diện. Và giờ đây thì họ đang đối diện với áp lực ngày càng nặng nề giữa lúc mà cuộc chiến tại dải Gaza vẫn đang diễn ra. Quý vị, Iran, mục tiêu của họ là cái gì? Và họ có ai trợ giúp hay không? Thì chúng ta sẽ đi vào cái bài phân tích này là chúng ta sẽ hiểu rõ. Quý vị, đầu tiên hết là tôi đưa cái tin về nhà lãnh đạo của Iran. Quý vị, nhà lãnh đạo tối cao của Iran cho rằng Do Thái đang trở thành vô trợ và hoang mang giữa cuộc chiến với Hamas. Trong đó thì nhà lãnh đạo tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei trong ngày thứ Sáu lên tiếng nói rằng Do Thái đã trở nên vô trợ và hoang mang khi mà tiếp tục cái cuộc chiến của họ ở tại dải Gaza. Trên trang Platform X thì ông Khamenei đã lên tiếng và nói rằng chính quyền của Do Thái đang gần như là dối trá với lại người dân khi mà họ nói rằng là việc mà bắt giữ con tin bởi Hamas ở dải Gaza trong lúc mà họ vẫn tìm cách có thể giúp đỡ, và với sự thiếu sự giúp đỡ của Hoa Kỳ thì Do Thái sẽ trở nên câm miệng trong vài ngày tới. Đó là lời phát biểu của ông Khamenei đưa ra. Lời phát biểu này chỉ vài ngày sau khi mà Tổng thống của Iran là Ebrahim Raisi nói rằng Do Thái gần như là đã băng qua lằn ranh đỏ ở trên dải Gaza và phải có tất cả các cái lực lượng phải có hành động và cảnh báo rằng một lời cảnh báo của cố vấn an ninh Hoa Kỳ là sẽ có tiềm năng gia tăng cuộc chiến và cuộc chiến sẽ mở rộng tại Trung Đông. Quý vị, đó là lời cảnh báo của ông Khamenei, tức là nhà lãnh đạo tối cao của Iran, và lời cảnh báo này đưa ra và ngay sau đó thì quý vị, 3 tiếng đồng hồ sau đó đã có 13 thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã yêu cầu là phải có một cái cuộc ngưng bắn đình chiến trong giai đoạn ngắn ở dải Gaza. Đây là một trong cái biến chuyển kế tiếp giữa lúc mà ông Antony Blinken đang có mặt tại Do Thái. Quý vị, 13 thượng nghị sĩ kêu gọi một cái cuộc ngưng bắn tạm ngắn để về cái cuộc chiến ở tại dải Gaza. 13 thành viên của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi một cái cuộc ngưng bắn ngắn mà trong đó họ cho rằng là đang có tiềm năng nguy hiểm cho người dân thường và những nhân viên làm việc về cứu trợ ở tại dải Gaza. Đó là một bản statement mà các nhà lập pháp này đưa ra. Trong vai trò là thượng nghị sĩ, chúng tôi đã quan sát rất cẩn thận cuộc chiến tại Gaza, tin rằng có thể làm thêm nhiều để bảo vệ sinh mạng của người dân. Họ đã đưa ra trong một bản statement ở tại một văn phòng ở tại Massachusetts của thượng nghị sĩ Ed Markey, và trong đó thì họ nói rằng lệnh ngưng bắn này là sẽ để đưa ra một cái đường hướng hỗ trợ nhân đạo và cho người dân giữa lúc mà đang cần thiết, và thứ hai là tìm cách gọi là gia tăng tập trung vào việc trả cho con tin đã bị bắt cóc từ ngày 7 tháng 10, và thứ ba là cơ hội để thảo luận giữa Do Thái và lãnh đạo của Palestine làm việc chung với các đối tác ở khu vực trong một cái chiến lược lâu dài để giảm đi tình trạng căng thẳng đã kéo dài vài thập niên qua. Và những người này là ai quý vị? Gồm có Tim Kaine, Mark Warner, Dick Durbin, Jeff McLean, Tammy DeWorke, Peter West, Elizabeth Warren, Cory Booker, Chris Van Hollen, Tina Smith, Chris Murphy và Jenny Shaheen. Đó là những thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã lên tiếng và kêu gọi có một cuộc ngưng bắn ngắn. Bên cạnh đó quý vị, bản tin mới nhất cho biết là phía của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng và xin lỗi quý vị, là phía của Do Thái đã lên tiếng khẳng định rằng một cái cuộc ngưng bắn này là không thể nằm trên bàn đàm phán ngay bây giờ. Đây là cái lập trường của Do Thái. Quý vị, phát ngôn viên của Do Thái là Hendrik nói với đài truyền hình Newsmax là việc ngưng lại cái cuộc chiến này là không phải là cái phần để đàm phán. Chính phủ, phát ngôn viên của chính phủ Hoa Kỳ là Tao Hendrik đã lên tiếng nói với đài truyền hình Newsmax vào ngày thứ Năm là
một cái cuộc ngưng bắn, tạm dừng hay là ngưng bắn ở tại cuộc chiến của Do Thái và Hamas là không phải nằm trên bàn đàm phán bây giờ. Do Thái vẫn tiếp tục hành quân ở tại dải Gaza, bao gồm gia tăng việc tấn công dưới mặt đất, và nó sẽ bắt đầu đạt được mục tiêu là giải giới Hamas, bởi vì chúng tôi không thể để cho họ thoát đi những gì mà họ đã làm. Đó là lời phát biểu của Henrik đã đưa ra, và họ vẫn tiếp tục bắn vào chúng tôi. Hãy nhớ rằng 9.000 trái đạn rocket trong 26 ngày sau khi mà họ thực hiện cuộc thảm sát, 1.400 sinh mạng người Do Thái đã bị thiệt mạng và 5.500 người đã bị thương. Chúng tôi không để cho họ bỏ trốn với trách nhiệm này. Họ phải trả giá cho chuyện này, và chúng tôi sẽ không có sống cái kiểu này. Đó là lời phát biểu của ông. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Antony Blinken đang chuẩn bị thăm Do Thái, và cho nên ngày thứ Sáu đã thúc đẩy một cái chiến dịch gọi là di tản cho các người ngoại quốc ra khỏi dải Gaza và có thêm cái hỗ trợ nhân đạo ở trên lãnh thổ này. Và ông ta cho biết rằng là sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng bảo vệ cho thường dân và gia tăng áp lực cho Thái là phải tìm cách gọi là chấm dứt cái cuộc bạo động nhắm vào người Palestine bởi những người tái định cư Do Thái ở khu vực vùng Tây Ngạn. Trong ngày thứ Tư thì ông Joven cho biết là sẽ làm việc thêm để tìm cách gọi là có một cái hỗ trợ nhân đạo quan trọng cho dải Gaza. Đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của Do Thái đã đưa ra. Như vậy thì quý vị, qua các bản tin này chúng ta thấy được hai điều. Thứ nhất là điều tiên đoán của tôi là đúng. Do Thái mà không tốc chiến tốc thắng thì họ sẽ thua trên mặt trận chính trị. Quý vị thấy đã có 13 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, mặc dù lưỡng đảng ủng hộ cho Do Thái, nhưng bây giờ quý vị, tình hình kéo tới ngày hôm nay, thì 13 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã yêu cầu có một cuộc ngưng bắn tạm thời. Họ dùng chữ ngưng bắn tạm thời, tức là temporary thôi. Thì quý vị, điều này có nghĩa là họ đã bắt đầu có cái sự gọi là lung lay về lập trường rồi. Đó là phần về mặt phần chính trị. Và phần thứ hai, Iran lên tiếng. Quý vị, tôi nghĩ rằng Iran trước sau gì cũng sẽ có cuộc chiến với Do Thái, và trước khi có cuộc chiến với Do Thái, họ phải làm tiêu hao tất cả cái nội lực của Do Thái. Và họ biết rõ nội lực của Do Thái hiện nay là phần lớn đến từ Hoa Kỳ. Do đó, Iran, Hamas đang gia tăng rất nhiều áp lực trên Quốc hội Hoa Kỳ và áp lực trên chính trường Hoa Kỳ. Chỉ cần Hoa Kỳ chỉ cần mà ngưng lại cái cuộc tài trợ cho phía của Do Thái thì coi như là Iran có thể cắt cổ được Do Thái. Tại vì họ sẽ sử dụng các cái mạng lưới dân quân để mà làm tiêu hao tất cả cái lực lượng của Do Thái trước khi mà họ mở cuộc tấn công chính thức vào Do Thái. Tôi nghĩ là đây là cái chiến lược mà Iran đang đưa ra, bởi vì Iran vẫn tuyên bố nhiều năm nay là sẽ xóa sổ Do Thái trên bản đồ thế giới. Và việc này dường như Iran chưa bao giờ dừng lại. Họ nói rằng là những Zionist, tức là họ mô tả người Do Thái là Zionist, và những Zionist này sẽ biến mất khỏi Trung Đông. Thì quý vị, đây là cái lập trường của Iran từ xưa tới nay. Và bây giờ thì khi quý vị nghe tới Khamenei là lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran đã lên tiếng như vậy. Và trước đó thì Tổng thống của Iran là ông Raisi cũng đã lên tiếng và kêu gọi cộng đồng quốc tế gọi là tẩy chay Do Thái. Thì quý vị, tất cả những điều này là họ gia tăng áp lực với Hoa Kỳ. Mục tiêu của Iran là nhắm vào Hoa Kỳ. Làm cách nào cho Hoa Kỳ gọi là ngưng lại cái việc hỗ trợ cho Do Thái. Thì lúc đó họ mới bắt đầu tấn công Do Thái. Tuy nhiên, trước khi Hoa Kỳ ngưng lại cái việc mà hỗ trợ cho Do Thái, thì quý vị, điều này cho thấy rằng là Iran sẽ sử dụng tất cả những mạng lưới vệ tinh của họ, những proxy của họ, để mà tiếp tục mở các cuộc tấn công vào Do Thái. Quý vị thấy là đã có 4 nhóm bắt đầu có rục rịch, có những cái cuộc tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Hamas thì đang có cuộc chiến chính thức. Nhóm Islamic Jihad thì hiện nay đang chuẩn bị các cuộc tấn công ngay trong nội địa của Do Thái và ở vùng Tây Ngạn, nơi mà người Palestine đang kiểm soát. Và thứ ba là nhóm Hồi giáo Hezbollah ở phía bắc của Do Thái, tức là ở phía nam của Lebanon, cũng tiếp tục đang có cuộc giao tranh với Do Thái. Và cuối cùng là nhóm Hồi giáo Houthi đã bắt đầu tìm cách bắn đạn rocket vào lãnh thổ của Do Thái. Tức là bốn nhóm Hồi giáo này đã có cái sự liên kết tổng tấn công toàn diện đối với Do Thái. Và phía Iran biết rõ những nhóm Hồi giáo này cùng lắm là chỉ là đánh du kích và đánh lén thôi, chứ không có đối đầu trực diện với Do Thái được. Do đó quý vị, tuy nhiên những cuộc vụ đánh lén này và những vụ tấn công bất ngờ này sẽ làm tiêu hao rất nhiều lực lượng của Do Thái trước khi mà Do Thái Iran có một cái cuộc chiến trực tiếp với Do Thái, bởi vì Iran sẽ không dừng lại. Đây là những vệ tinh mà Iran đã đầu tư trong nhiều năm nay để gây bất ổn tại Trung Đông và bắt đầu tìm cách gây thế lực của họ tại Trung Đông giữa lúc mà họ đang bị cấm vận bởi Hoa Kỳ. Và quý vị, ngày hôm nay Joe Biden cũng lên tiếng và đề nghị
Anthony Blinken bay tới Do Thái kỳ này là chủ yếu là tìm một cái giải pháp, trên danh nghĩa là tìm một cái giải pháp hỗ trợ nhân đạo, bảo vệ cho sinh mạng của người dân. Nhưng mà trên nguyên tắc thì có lẽ như Anthony Blinken sẽ tìm cách áp lực với lại Netanyahu để có thể giảm bớt các cuộc tấn công và soạn ra một cái hành lang nhân đạo. Thì quý vị, điều này có nghĩa là phía Do Thái không còn nhiều thời gian. Và cuộc chiến này cho thấy rõ ràng Do Thái đang đối diện với một cái sự tiêu hao rất nhiều nội lực của họ. Có thể nói tiêu hao rất nhiều nội lực. Họ đã sử dụng rất nhiều những cái cuộc đánh bom ở tại Syria, ở tại miền nam Lebanon và ở tại dải Gaza. Và bây giờ nếu như mà phía Hoa Kỳ mà rụt rịch một chuyện gì là Do Thái không cản ngay. Do Thái không cản ngay. Và bây giờ quý vị, rõ ràng là phía chính quyền của Joe Biden thì trên quy tắc vẫn ủng hộ cho Do Thái. Và Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua cái dự luật 14.5 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Do Thái. Thì quý vị, cái dự luật này chưa xong, nó còn đối đầu trên sàn thượng viện. Và nó còn phải bị Joe Biden đe dọa phủ quyết. Là bởi vì ông ta không muốn cái dự luật này đi một mình, phải đính kèm chung với Ukraine với những vấn đề khác. Ông ta đang đe dọa là sẽ phủ quyết cái dự luật này. Cùng một lượt quý vị, ngày hôm nay 13 thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã đưa ra cái đòi hỏi là phải tạm thời ngưng lại cuộc chiến này. Thì quý vị, rõ ràng Do Thái đang bị một cái áp lực rất nặng nề từ ngay trên chính trường của Hoa Kỳ. Và bây giờ thì quý vị, họ còn phải đối phó với lại cái mặt trận truyền thông của thế giới nữa. Giữa lúc mà bây giờ họ vẫn chưa hoàn tất được cái mục tiêu của họ là kiểm soát toàn bộ phía bắc dải Gaza. Do đó thì Iran đang gọi là tọa sơn quan hổ đấu. Tức là ông ta, phía Iran bây giờ sử dụng tất cả cái mạng lưới vệ tinh để gây hao mòn cho lực lượng của Do Thái. Và tìm cách giới hạn cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trước khi mà đôi bên có cuộc đối đầu thực sự. Tại vì ngay bây giờ mà Iran đối đầu với lại Do Thái thì tôi bảo đảm với quý vị, Hoa Kỳ sẽ can thiệp ngay. Hoa Kỳ đang có lực lượng trú đóng tại Trung Đông và sẵn sàng can thiệp ngay tại chỗ. Mấy ngày trước thì quý vị thấy tổng cộng 23 lần các vị trí quân sự của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông đã bị tấn công. Có nghĩa là Iran đang đo lường cái phản ứng của Hoa Kỳ. Iran là cái quốc gia chỉ đạo trực tiếp cho những nhóm dân quân này tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ ở tại Iraq và Syria. Là để đo lường cái khả năng phản ứng của Hoa Kỳ trước khi mà họ đưa ra cái bước kế tiếp. Giờ đây thì họ thấy rằng Hoa Kỳ ban đầu có cái quyết tâm với Do Thái. Do đó quý vị, họ vẫn giữ một cái thái độ gọi là bàng quan và họ bác bỏ tất cả những cái sự hỗ trợ của họ dành cho nhóm dân quân này. Nhưng bắt đầu bước qua tuần lễ này thì Iran đã bắt đầu lên tiếng. Có nghĩa là họ bắt đầu thọc gậy vào trong nội tình của Hoa Kỳ. Giống như tôi nói là các cuộc chiến chúng ta không có thua ở trên lĩnh vực quân sự. Nhưng bất kỳ một cuộc chiến nào thì Hoa Kỳ lại thua ngay trên Washington DC. Tức là ngay trên cái chính trường của họ. Họ thua ngay trên chính trường. Bao nhiêu cuộc chiến rồi quý vị, chứ không phải một cuộc chiến này đâu. Bao nhiêu cuộc chiến cuối cùng Hoa Kỳ thua ngay trên cái sân nhà của mình. Do vấn đề chính trị. Do đó Iran hiểu rõ cái cách tính chính trị của Hoa Kỳ. Và Iran hiểu rõ những cái đường lối của các đảng phái tại Hoa Kỳ. Họ không deal với đảng Cộng Hòa. Là bởi vì đảng Hòa luôn có đường lối cứng rắn, không nhân nhượng. Nhưng ngược lại, đảng Dân Chủ với cái chủ trương về xã hội và môi trường sẵn sàng đàm phán nhân nhượng và sẵn sàng thỏa hiệp. Do đó quý vị, họ đánh vào cái yếu điểm này. Họ đánh vào cái yếu điểm của Hoa Kỳ là sử dụng một đảng phái ở tại Hoa Kỳ. Họ cố tình làm mọi việc rối lên, rồi cuối cùng thì cái đảng đó thay đổi quan điểm. Đó là đảng Dân Chủ. Và đảng Dân Chủ đã nhiều lần lặp đi lặp lại cái tình trạng này. Từ chiến tranh Việt Nam cho tới cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất, cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai, cho tới cuộc chiến tại Afghanistan. Thì quý vị thấy rõ ràng, đảng Dân Chủ sẵn sàng thay đổi quan điểm và sẵn sàng thỏa hiệp để mua một cái giai đoạn ngắn hòa bình. Đây là cách mà đảng Dân Chủ làm và Iran đã bắt đầu thọc gậy vào việc này. Họ đã bắt đầu thọc gậy vào việc này và họ liên tục có những cái thúc giục đối với lại các nhóm dân quân tiếp tục mở các cuộc tấn công vào Do Thái. Một mặt khác thì họ gia tăng áp lực và họ tạo ra những cái tình huống xấu cho phía chính trường của Hoa Kỳ. Mục đích của họ là làm cách nào tách Hoa Kỳ ra khỏi Do Thái. Đương nhiên họ tách không được,
nhưng ít nhất là giảm đi cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Do Thái. Đây là mục tiêu của Iran. Và cuối cùng thì quý vị, tôi giống như tôi nói, họ sẽ có một cuộc chiến với Do Thái. Họ sẽ có một cuộc chiến với Do Thái. Và cuộc chiến này gần như là cuộc chiến chung cuộc. Tại vì nhiều năm nay, Do Thái phải đối phó với rất là nhiều những cái... đối phó rất nhiều với những cái trò thọc gậy của Iran qua các nhóm dân quân. Và chưa bao giờ Do Thái có được một cái sự an toàn trong kể từ khi họ lập quốc cho tới bây giờ. Luôn phải sống trong sự đe dọa, mầm mống đe dọa và sự gọi là cô lập của các quốc gia ở xung quanh. Thì quý vị, Iran đã sử dụng tất cả những cái khả năng này để làm suy yếu Do Thái. Và lần này tôi nghĩ rằng là cuộc chiến đối đầu giữa đôi bên có thể khó tránh khỏi. Khi mà Do Thái không thà hoàn tất được cái sứ mạng của họ tại dãy Gaza trong vài ngày tới, thì bắt đầu là sẽ cái bước thứ hai, Iran bên cạnh đó là bắt đầu họ sẽ sử dụng cái nguồn dư luận của thế giới trước để tấn công về mặt chính trị trước. Bây giờ họ đang mở chiến dịch tấn công về mặt chính trị với Do Thái trước khi mà họ có cuộc đối đầu quân sự. Tức là nếu bây giờ đối đầu quân sự với Do Thái, họ biết là Liên hiệp Âu Châu hay Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ vẫn quyết tâm bảo vệ Do Thái. Nhưng khi tình hình của dải Gaza trở nên phức tạp hơn, thì quý vị, Âu Châu sẽ quay lưng trước. Rồi các quốc gia khác bị áp lực của cái giới dân chúng ở quốc gia họ cũng sẽ bắt đầu giảm dần cái sự ủng hộ cho Do Thái. Và cuối cùng tới Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì quý vị thấy rồi đó, họ đang làm đủ mọi cách để mà giảm đi cái sự ủng hộ. Mặc dù trên sàn Hạ viện ngày hôm qua thì đã bỏ phiếu gần như là thông qua rồi. Nhưng mà ngày hôm nay trên sàn Thượng viện, cái dự luật này có lọt vào được hay không là một vấn đề. 14.5 tỷ này, chất Summer tuyên bố sẽ giết nó ngay trên sàn Thượng viện. Thì quý vị, họ sẽ lợi dụng cái vấn đề này, làm giảm đi tất cả những cái... mối quan hệ thân thiết của Hoa Kỳ và Do Thái. Và chính Đảng Dân Chủ đang bắt đầu có một cái khuynh hướng khác rồi. Quý vị thấy 13 thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã viết lá thư và yêu cầu ngừng bắn, là chúng ta thấy được họ đã bị tác động rất mạnh rồi. Và điều này có thể ảnh hưởng tới sự hỗ trợ cho Do Thái. Chính quyền Joe Biden lại là một cái chính quyền nhu nhược, sẵn sàng thỏa hiệp. Do đó quý vị, tại sao lần này Anthony Blinken lại bay tới Do Thái? Trước đó thì ông ta đã bay tới rồi và ông ta đã có một cái gọi là nhấn mạnh Hoa Kỳ toàn lực hỗ trợ cho Do Thái. Và Joe Biden đích thân bay tới gặp Netanyahu cũng đã nói điều này và bác bỏ tất cả những cái tin giả mà do phía Hamas tung ra. Nhưng quý vị, qua tuần này tình hình khác đi, đó là diễn biến của tuần trước thôi, tuần này đã khác đi. Tuần này là Hoa Kỳ trở thành công địch rồi. Quý vị thấy ngày hôm qua, trên sàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì quý vị, 187 quốc gia lên án Hoa Kỳ về cái việc mà Hoa Kỳ đơn phương cấm vận Cuba trong 31 năm. Thật sự cấm vận thì lâu rồi, nhưng mà họ tái lập lại 31 năm, tức là từ năm 1992. Thì quý vị, Hoa Kỳ đã nới lỏng một phần cái lệnh cấm vận, nhưng rồi sau đó áp dụng lại. Thì quý vị, đây là một trong những cái áp lực mà Iran đang thọc gậy ở trên cái sân chính trị nhiều hơn. Tức là giảm đi cái phần hỗ trợ cho Do Thái trước khi mà họ có một cuộc tấn công toàn diện vào Do Thái. Do đó, điều trước mắt chiến thuật của Iran là sử dụng tất cả các mạng lưới dân quân Hồi giáo cực đoan và tổ chức khủng bố để làm tiêu hao nội lực của Do Thái. Phần thứ hai là khiến cho Hoa Kỳ giảm bớt cái phần hỗ trợ cho Do Thái. Và thứ ba là bắt đầu tạo một cái hình ảnh xấu xa cho Do Thái trước cặp mắt của cộng đồng quốc tế. Thì quý vị, đây là cái chiến lược mà Iran đưa ra trước khi mà họ có cuộc chiến đối đầu với Do Thái. Bởi vì họ biết nếu bình thường không có gì xảy ra, họ có thể trở thành mục tiêu bị tấn công bởi Do Thái. Khi mà họ chỉ còn có 6% nữa là đủ cái khả năng chế tạo bom nguyên tử. Tức là họ đang có cái mức độ uranium 84%. Chỉ còn thiếu phần 6% nữa, đủ 90% là họ có thể chế tạo ít nhất là 2 trái bom nguyên tử. Điều này là điều mà Do Thái không chấp nhận được. Do Thái sẵn sàng sẽ tấn công phủ đầu vào Iran để ngăn cản họ có được cái vũ khí nguyên tử. Do đó quý vị, cuộc xung đột của Hamas và của Do Thái bùng nổ cũng mang một ý nghĩa này. Tức là Hamas đã tấn công bất ngờ vào Do Thái
Thứ nhất là để làm tiêu hao cái nội lực của Do Thái, và thứ hai là cản trở cái việc kết nối bang giao giữa Do Thái và Saudi Arabia. Thì quý vị, cuối cùng thì cuộc chiến đã bùng nổ và Iran đã đạt được một phần nào cái mục tiêu của họ là sử dụng cuộc chiến này để tiêu hao tất cả những cái nội lực của Do Thái và giảm bớt cái phần hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Do Thái. Mà tôi nghĩ rằng trong vài ngày tới, đảng Dân Chủ sẽ bắt đầu có những cái khuynh hướng khác đi. Nhất là khi mà cái nghị quyết khiển trách bà Tel Aviv, một người Palestine nằm ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, đã không thành công. 20 thành viên của đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ để mà không khiển trách bà ta, chống lại cái nghị quyết khiển trách bà ta. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là sàn Quốc hội của Hoa Kỳ có thể cũng sẽ trở thành một cái bãi chiến trường. Một cái bãi chiến trường của những người vẫn duy trì cái quan hệ gọi là tốt đẹp truyền thống từ xưa tới nay giữa Do Thái và Hoa Kỳ. Và những kẻ muốn tách rời Do Thái ra khỏi Hoa Kỳ. Thì quý vị, hiện nay thì quý vị thấy trên các khuôn viên trường đại học đã bắt đầu có những cái khuynh hướng đe dọa tới cộng đồng Do Thái. Và cái chủ nghĩa bài Do Thái nó đã bắt đầu phát động rất mạnh trong các khuôn viên trường đại học. Hầu hết giới trẻ đều mất cảm tình với Do Thái. Quý vị, đương nhiên là do hệ thống giáo dục một phần, hệ thống truyền thông một phần. Nhưng chính ra cái tư tưởng thỏa hiệp của đảng Dân Chủ đã thấm vào trong máu của mấy đứa trẻ rồi. Thì quý vị, nó có nhìn thấy hình ảnh người Palestine chết là nó lên tiếng ngay. Nhưng nó không có nhìn hết tất cả toàn diện cái bức tranh của Trung Đông từ lúc mà Do Thái lập quốc cho tới bây giờ. Nó chưa nhìn hết. Mà nó chỉ nhìn thấy hình ảnh người Palestine chết, con nít, trẻ em, rồi phụ nữ là nó chịu không nổi. Thì quý vị, đây là những hình ảnh mà phía của Iran mong muốn. Họ mong muốn sử dụng cái áp lực dư luận ở tại xã hội Hoa Kỳ. Họ mong muốn sử dụng cái thái độ gọi là bất nhất của đảng Dân Chủ để tác động. Và bây giờ có vẻ họ thành công. Có vẻ họ thành công. Chuyến đi này của Anthony Blinken tới Trung Đông và gặp ông Netanyahu không phải mang một cái điều tốt lành gì. Có nghĩa là ông ta có thể chỉ đưa ra một cái thời hạn ngắn cho Netanyahu phải ngừng chiến. Phải ngừng chiến, phải ngừng tấn công để có giải pháp chính trị. Đây là cái cách của Anthony Blinken. Thì quý vị thấy rõ ràng là họ đã bị áp lực. Và giống như tôi nói, Do Thái mà không tốc chiến tốc thắng thì họ sẽ thua trên mặt trận chính trị. Và bây giờ dấu hiệu thua trên mặt trận chính trị của họ đã hiện rõ. Có thể nói là đã hiện rất rõ. Tôi nghĩ rằng là lần này Do Thái sẽ phải đối diện với một cái áp lực rất lớn và trúng ý của Iran. Ít nhất là làm cho Do Thái không đủ được khả năng tấn công họ trong lúc họ theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử. Ít nhất là Iran đã đạt được mục tiêu này. Sau khi cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas bùng nổ, thì Do Thái chưa chắc đã đủ khả năng để mà tấn công phủ đầu với Iran. Chưa chắc. Và Iran đạt được mục tiêu này. Và bây giờ còn lại là làm cách nào vây chặt Do Thái và từ từ siết tất cả những cái cuộc mối quan hệ của Do Thái. Quý vị thấy ngày hôm qua liên tục 3-4 quốc gia ở Nam Mỹ đã rút đại sứ của họ ra khỏi Do Thái. Từ Bolivia, Chile cho tới Colombia. Rồi Bahrain cũng đã bắt đầu cắt bỏ mối quan hệ với Do Thái. Ngày hôm nay có thể Jordan sẽ đi tới những cái biện pháp tương tự như vậy. Có nghĩa là Iran đã thành công. Thứ nhất là họ tìm cách cô lập Do Thái trên chính trường quốc tế. Thứ hai, làm tiêu hao nội lực. Làm tiêu hao nội lực. Và thứ ba, giảm phần ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thì quý vị, có vẻ như là họ thành công. Và lần này Do Thái phải đối diện với một cái cuộc chiến sinh tử. Tại lần này, nếu họ không chiến thắng và không đi hết con đường của họ, mà thỏa hiệp giữa chừng, tức là giữa chừng phải thỏa hiệp, bị áp lực phải thỏa hiệp, thì coi như quý vị, Do Thái sẽ nằm trong tình trạng này nguy hiểm thêm vài chục năm nữa. Và có thể họ sẽ bị khó khăn hơn so với giai đoạn trước đây. Quý vị thấy là Nga đã bắt đầu trở mặt và nói rằng là Do Thái không có quyền tự vệ rồi. Trung Quốc vẫn đã bắt đầu ra mặt ủng hộ cho Palestine và Hamas. Có nghĩa là Do Thái đang gặp bất lợi rất nhiều trên chính trường quốc tế. Trên chính trường quốc tế và trên xã hội, trên cái chính trường của Hoa Kỳ, họ được sự ủng hộ. Cả dân chúng lẫn các chính trị gia. Nhưng cái tình trạng ủng hộ này sẽ kéo dài bao lâu?
Do Thái phải đo lường được là cái việc ủng hộ này sẽ kéo dài bao lâu. Và nếu như mà họ vẫn tiếp tục duy trì cuộc chiến này, bây giờ quý vị, ngôn ngữ đã xem đây là một cái cuộc invasion. Tức là các công ty truyền thông bây giờ họ dùng chữ xâm lăng rồi. Một cái cụm chữ mà Do Thái dễ bị nhạy cảm lắm. Họ tiến vào dải Gaza để phá hủy và tiêu diệt tất cả lực lượng Hamas. Nhưng bây giờ cuộc tiến quân của họ đã bị xem là một cuộc xâm lăng vào dải Gaza. Thì quý vị, đây sẽ là một cái bất lợi rất lớn. Và Iran cuối cùng họ đạt được mục tiêu. Ít nhất trong giai đoạn trước mắt là Do Thái chưa chắc đã đủ khả năng đánh phủ đầu với Iran. Nếu mà trước khi xảy ra cái vụ gọi là khủng bố này, thì chúng ta đều tin tưởng là Do Thái có đủ khả năng đánh phủ đầu Iran trước khi Iran có được một cái vũ khí nguyên tử. Nhưng mà khi cuộc chiến này bùng nổ với những gì đang xảy ra bây giờ, thì tôi nghĩ rằng ít nhất Iran đã đạt được mục tiêu. Bây giờ cái bước thứ hai là họ sử dụng mạng lưới dân quân tiếp tục tấn công ở nhiều hướng khác nhau để cho phía của Do Thái phải hao tổn rất nhiều nhân sự và vũ khí để đối phó với các nhóm dân quân. Và lúc đó quý vị, nếu có một cuộc xung đột trực tiếp giữa lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng IDF, tức là lực lượng quốc phòng tự vệ của Do Thái, tôi không nghĩ là Do Thái có đủ khả năng chống lại được cái lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Nhất là Iran trong thời gian gần đây, họ đã phát triển cái mạng lưới quân sự của họ rất nhiều. Đặc biệt là quý vị thấy, Nga đang sử dụng rất nhiều những cái hỏa tiễn Shahed của Iran. Và drone Iran đã cung cấp cho Nga. Tức là Iran cũng không kém gì vấn đề vũ khí đâu. Họ phát triển vũ khí trong 20 năm nay, họ đã có một cái gương mặt khác rồi. Họ đã có một cái kỹ thuật khác rồi. Và do đó quý vị, lần này Do Thái sẽ gặp một cái bài toán rất khó khăn. Rất khó khăn. Có thể nói rằng là cái thời gian dành cho họ không còn nhiều nữa. Nếu như họ ngày hôm nay thì họ vẫn cương quyết là sẽ không có đàm phán trong cái vấn đề gọi là ngưng bắn. Nhưng mà chưa biết được, sau chuyến đi của Antony Blinken ngày hôm nay, Antony Blinken ngày hôm nay đã có mặt tại Do Thái. Và tôi nghĩ rằng ông ta sẽ tạo một cái áp lực với Netanyahu bằng cái gọi là hành lang nhân đạo dành cho những sinh mạng của những người dân. Thật sự thì quý vị, trước khi tấn công vào phía bắc dải Gaza, Do Thái đã kêu gọi người Palestine di tản rồi. Và có mấy trăm ngàn người đã di tản về hướng Nam rồi. Tức là cái số lượng người còn ở lại đây không còn bao nhiêu cả. Nhưng họ vẫn trở thành cái bị thịt bởi Hamas sử dụng họ làm cái bị thịt. Và quý vị thấy một số người di tản nói rằng chính Hamas đã block đường, chặn đường không cho họ đi mà. Thì có nghĩa là Hamas sử dụng dân thường làm cái bình phong che chắn cho họ. Rồi bên cạnh đó thì sử dụng tất cả những cái mạng lưới của họ ở bên ngoài để kích động. Và giờ đây thì quý vị thấy Do Thái không còn nhiều thời gian nữa. Ở ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục tấn công. Nhưng liệu ngày mai, ngày mốt và ngày thứ hai họ còn có thể tấn công được nữa hay không? Và khi mà phía chính quyền Joe Biden đe dọa cắt bỏ cái nguồn tài trợ để buộc Do Thái phải đi tới bàn đàm phán hoặc là ít nhất là ngưng lại cuộc chiến thì như thế nào quý vị? Coi như là Do Thái sẽ đối diện với một cái tình huống mà phải nói là rất khó khăn cho họ. Do đó, lần này chúng ta thấy là tình hình về chính trị bất lợi cho Do Thái. Tuy nhiên thì giống như tôi nói là tùy theo, nếu như mà họ thành công trong vòng vài ngày nữa thì có thể cái tình hình sẽ biến chuyển khác đi. Họ sẽ ngừng chiến nhưng sau khi họ kiểm soát toàn bộ dải Gaza. Nếu họ làm được chuyện này trong vòng 3-4 ngày tới. Còn nếu như không thì có lẽ Do Thái lần này sẽ phải đối diện với một thách thức rất lớn. Cái họa diệt vong. Cái họa diệt vong sẽ hiện rõ ở trong cái lãnh thổ của họ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.